Lần đầu tiên tại Việt Nam có người hiến và ghép thận khác nhóm máu. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên. Người hiến mang nhóm máu B, người nhận thuộc nhóm máu A. Theo đó, người vợ 52 tuổi, nhóm máu B, hiến thận để ghép cho người chồng 55 tuổi, nhóm máu A. Người chồng bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo từ tháng 12 năm 2020. Dù sống ở Bến Tre, nhưng 3 lần trên tuần, anh phải đón xe đò từ sáng sớm lên thành phố Hồ Chí Minh chạy thận. Tổng chi phí đi lại, ăn uống khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Người vợ rất mong muốn được hiến thận để ghép cho chồng nhưng lại khác nhóm máu. Mong muốn này cũng là trăn trở của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy từ nhiều năm nay. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu cho biết mỗi năm bệnh viện có khoảng 300 bệnh nhân đăng ký ghép thận nhưng chỉ tiến hành ghép được khoảng 100 trường hợp. Lý do là sức khỏe không đảm bảo, miễn dịch không tốt, không cùng nhóm máu. Trong khi đó, kỹ thuật ghép thận khác nhóm máu đã được thực hiện tại nhiều nước. Ghép tạng không tương thích nhóm máu nếu không xử lý trước thì bệnh nhân sẽ sốc phản vệ, tử vong ngay. Do đó, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bác sĩ Sâm chia sẻ. Những năm qua, bệnh viện đã cử các bác sĩ ra nước ngoài học tập, phối hợp đơn vị lọc máu, trung tâm truyền máu xây dựng kế hoạch chi tiết. Do đó, ca ghép thận khác nhóm máu đầu tiên diễn ra ngày 29 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Siêu âm thận ghép ngay sau mổ thấy tưới máu tốt. Nước tiểu tăng dần, chức năng thận hồi phục tốt. Hiện bệnh nhân đã hồi phục khỏe mạnh, không còn phải chạy thận hàng tuần. Người hiến vợ cũng ổn định sau phẫu thuật. Ca ghép không cùng nhóm máu thường có chi phí gấp 3 lần bình thường. Tuy nhiên nhờ bảo hiểm y tế chi trả nên không chênh lệch nhiều so với ca ghép cùng nhóm máu. Một ca ghép thận thông thường người bệnh tốn khoảng 100 triệu đồng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng kỹ thuật ghép thận tại Việt Nam hiện phát triển mạnh nhưng vẫn còn trở ngại rất lớn là thiếu hụt nguồn tạng ghép. Thành công bước đầu này là tín hiệu đáng mừng, mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhân ghép thận khi bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang chờ đợi ghép thận rất nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.